Okay, hello my friend and welcome to Decandes fanpage. Thôi mình lên Google đây. Suy đồi. Đấy, ai là suy đồi? Ai suy đồi my friend? Ai suy đồi? Suy đồi. Decadrens. Decadrens. Từ này phát âm là Decadrens nha my friend. Có nghĩa là suy đồi. Cũng nhắc lại cùng dùng này my friend. Đây là chương trình gọi là vừa gì đó. Vừa chơi game kinh dị vừa học tiếng Anh my friend. Hôm nay chúng ta học một từ mới tên là suy đồi. Có khi nào dùng trong cuộc sống không? Có chứ. Đây này, một con người gọi là coi phim ngày thứ nhất mất thiện cảm với phim ngày thứ hai thì thích phim một cách gọi là giống như là mấy bà già mà coi phim cô dâu 8 tuổi này. Sengdekedrms. Oh shit. Phát âm lại coi nào. Sengdekedrms. Đúng, Sengdekedrms. 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 Nghe chưa sang? Anh văn 11 trên 10 học câu đó đi. Sẽ có tiếng Việt. Sengdekedrms. Sang decadent. Ok, thôi mình tốt nhất nên chơi game thì đừng biến cái tiết mục này thành tiết mục hài mày phải let's go. Ở chết cha rồi chưa chỉnh đồ họa game rồi. I Anita take you Dean to be my husband. Gì đấy? Tôi Anita chọn Dean là người chồng của tôi, cho dù sau này tốt hơn hay khá hơn, bệnh tật hay là khôi ốm đau gì đó, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta mày friend. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Là la, đẹp quá mà lag quá. Bạn có một tin nhắn mới. Này anh yêu, em sắp trở về nhà từ chỗ làm việc rồi. Anh có thể dọn bàn trước khi ấy gì đó không à? Ok, ok. Oh my god, đẹp quá nhưng mà lag quá. Oh my god. Thêm một đống đồ lúc này hỏi sao cũng lag. Cái nhà, y chang cái nhà luôn my friend. Holy shit. Khéo chụp hình là người ta tưởng là từ thật ra nữa chứ. Mình kỳ thị Unreal Engine 5 nha mấy friend. Game đã lag còn dán một đống thứ để tủ lạnh cho nó lag hơn. Chào Dean, Dean là ai? Dean là Dũng đó. Dũng tên tiếng Anh gọi là Dean mấy friend. Tiếng Việt là Dũng, cùng bắt đầu từ giờ hết. Lâu lắm không nói chuyện. Dạo này cuộc sống như thế nào rồi? Tôi nhớ bạn lắm hả? What the hell? Ai gửi David? Từ từ. Your mother, oh shit, mẹ gửi mấy friend. Mẹ nhớ con lắm, ok. Lâu lâu con về thăm mẹ một tí đi. Ok, hy vọng con và Anita dạo này gọi là đã ổn định trong căn nhà mới của mình. Thật là buồn khi không được gặp hai con nữa gì đó. Rồi là đừng quên cái bí mật để gìn giữ được một cái hôn nhân hạnh phúc lâu dài, đó là con phải đối xử vợ con thật tốt. Con có thể tập trung vào cái camera của con, nhưng mà đừng quên rằng là cái nhiệm vụ chính của con là luôn luôn cung cấp cho gia đình của mình, chu cấp cho lộn. Nhắc đến cái chuyện đó thì bố của con và mẹ không thể đợi được đến khi có cháu để bồng, ok. Đừng để bố mẹ phải đợi lâu, cuộc sống quá ngắn ngủi, cho nên là đừng để mọi thứ, cái gì đó khoảng cách chia lìa đôi chúng ta, cánh cửa thì đã mở rộng ra, đang chờ đợi con bước ngay vào gì đó. Ok, mẹ gửi thư, ok. Đặt cái gì 8 cái lên đây biết. Xem các đồ họa mình lên bao nhiêu độ rồi. Wow, các đồ họa Dũng đã lên 80 độ rồi. Bạn nào ăn ốp la thì kêu Dũng. Ai ăn trứng ốp la? Dũng xuống tủ lạnh lấy. Ai ăn mình mới lấy, không ăn mình lấy đâu. Mình lấy mình đặt lên các đồ họa để chiên trứng chứ. Không thể lãng phí cái nhiệt năng tỏa ra như thế này được. Jesus. Đẹp mà lag thì cũng... Với lại mình đã nói rồi, chơi game mình đâu quan trọng. Oh my god. Game mình không quan tâm đồ họa ok. Game mình chỉ quan tâm gameplay thôi. Cốt truyện thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Có không được, không có không chẳng sao mày phải đấy. Đã là một game á thì gameplay nó là phải đứng đầu tiên, đứng hàng đầu. Tại sao giờ này Dũng mới nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó biết hả? Để thể hiện quan điểm thôi, không có gì đâu. Khi nào buồn buồn rảnh rảnh mình sẽ làm một cái video phân tích cho mấy bạn biết về quan điểm của Dũng về thế nào là một trò chơi. Mình chỉ nói với thôi. Trò chơi chung chung, không cần biết xuất sắc hay là... Ủa mà bên này con vợ kêu làm gì vậy? Lát quá không để, không nghe. Này mật ong, em sẽ sớm trở về nhà. Hôm nay về muộn. Anh có thể dọn cái bàn gì đó trước khi gọi là gì đó và gì đó. Ai có kinh nghiệm là bếp cho Dũng một cái lời khuyên trong cuộc sống đi. Mặc dù Dũng chỉ hỏi cho cả đời Dũng bây giờ đọc chat my friend.
mình chỉ đọc chắc. Gì vậy? Mình chỉ đọc chắc cái chuyển cảnh thôi. Còn khi mình chơi game thì chúc may mắn khi mấy fan kìm được cái sự chú ý của mình nhớ kẽ. Nó mất đi cái sự nhập vai của mình. Cũng giống như là mình cũng không tin vào kỹ năng của mấy fan cho lắm. Chỉ khi những đưa ra những cái quyết định mà ví dụ như là nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết cục game mà mình không có đủ can đảm để đứng ra nhận trách nhiệm ấy, thì mình sẽ giả bộ lên đọc chat và mấy fan ạ, theo mấy fan thì mình có nên đi về bên này không ạ, mình có nên cái kia không ạ. Xong rồi tí lỡ nhưng mà có đúng thì mình bảo wow, mình đã lựa chọn đúng rồi mấy fan, mình luôn luôn tin vào trực giác của bản thân. Còn nếu như lỡ có chuyện chạy sai là bắt đầu mình lôi tên từng bạn mà hồi này chỉ mình đi vào cái con đường đó, sau đó mình bêu rếu mấy fan, mình mang lên cột, mình treo lên, sau đó mình đốt. Nice. Vợ gọi. Honey. Phải honey đó không? Sao nhà lắp điện thoại thế? Hello. Hi sweetie, I can't seem to find it. Chào cục đường. Chết cha, nói nhanh quá. You keep on forgetting. Nửa là em cứ quên biết vậy. Ôi anh đừng có phàn nàn nữa. Em đang chạy làm rồi đây. Okay. We'll do it now. Để anh làm cho. Mà làm gì chưa kịp nghe. Cảm ơn Dean. Em chỉ sớm về nhà thôi, còn vợ mình nhà mấy fan. Này nó bảo cái gì mà gần hộp trang sức của nó, mình nó nói nhanh cái mình không đọc kịp chứ không phải là tiếng Anh mình 5/10. Sao nhìn mình nhiều tóc thế? Mình nhìn không quen. Dụ gì đây? Ngày kỷ niệm, ngày 12 tháng 6. Phải không? Đúng vậy, năm 1986. Nay là ngày bao nhiêu rồi? Chắc chưa đến đâu, đến thì nó đã gạch. Where did she put that ring? À, cái nhẫn. Ôi may quá, may mà nhân vật nhắc lại cho mình. Gần hộp trang sức của vợ có một cái nhẫn, mình phải lấy nhẫn cho vợ. Bắt đầu game này thấy có mùi gì nó hơi ba chấm rồi đấy. Mình không tưởng tượng được game này sẽ đưa mình vào cái câu chuyện nào với lại cái kết thúc ra làm sao hết. Có ai đoán được kịch bản chưa? Đoán được rồi thì cũng giữ cho riêng mình, đừng có chat lên mình phải đây. Mang tiếng được spoil là bị ban mất. Ở đâu? Now, where did she put that ring? Where did she put that ring? Cô ấy đặt cái nhẫn. À đây nè. Play ring nè. Lấy nhẫn nè. Phải home. Sao home đi? À, quên. Vợ bảo là lấy cái nhẫn đặt vào hộp trang sức. Cho nên là mình phải đi tìm nhẫn cái đã. Chắc là để trong nhà tắm đó mà. Mình biết chứ. Đó, mình biết ngay rồi. Tại sao mình đã coi cô ấy đặt nhẫn ở đâu đây, nhẫn đây này. Tại sao nhẫn cưới lại đặt trong nhà tắm ấy, mấy mấy đâu? Đúng rồi đó. Nghĩ trong đầu rồi đừng nói ra. Thank you, Yadami, 20k, thank you. Tự nhiên thấy cái chat đang màu trắng, nó chuyển có màu xanh, ok. Cho nên là mình nhìn qua thôi. Chứ còn Badaboom rồi mình quay lại chơi game đây. Thank you, Yadami, mấy mấy. Nghe giọng trộm vào nhà ra đấy. Vậy chúng ta phải làm gì Dũng? Chúng ta phải cầm vũ khí mấy friend, lấy tất cả những gì có trước mặt mấy friend ra làm vũ khí hết. Như ở nhà mình là mình cầm vật mũi, ok. Trộm đến nhà là mình dí cái này vào mặt nó, xong mình bấm nút đỏ lên là shut. Gì vậy ta? What the? This is the second time this week. Đây là lần thứ hai tuần này rồi. Mình phải dọn cái này nhanh không trước khi vợ về mấy friend. Ủa sao cái này tự nhiên nó bể vậy? Ok, mình đút hết túi quần ra nha mấy friend. Mấy friend bảo nó đang một đống. Giống như bữa mình chơi cái game Viewfinder mà nó bể ly á. Bụp phát là mình gom hết lại xong mình đút hết về túi quần rồi chứ. Cho nên là rất là gọn và rất là nhanh. Rồi xong vứt vào thùng rác. I forgot my keys. Can you unlock the back door for me? Ủa sao vợ về rồi? Vợ bảo là đi nơi em về rồi đây, anh có thể mở cửa cho em được không? Ủa? Để mình mở mắt volume lên bác. Cái cục kích chém cầm. Cửa chính ở đằng kia mà. Sao vợ nó lại gõ cửa từ cửa này? Ủa? Welcome, chào mừng. Cái vết đen đen kia. Ủa?
Giống PT rồi mà đen. Bây giờ thì mình thấy, bây giờ thì mình hiểu cánh cửa để làm gì rồi. Vết đèn đen nó to hơn rồi này. Honey à, Honey đâu rồi? Honey đang tắm mày đen. Mày phải che mắt lại đi. Mình nói chuyện với Anita. Xin chào Dean. Anh thấy cái đống lộn xộn để phòng khách không? Anh để sách trên bàn hết kìa. Đống lộn xộn nào? Fine, give me a second. Được rồi, đợi anh một chút. Như này mà gọi là lộn xộn nữa hả? Mấy fan nên thấy nhà của mình đi, hoặc là căn phòng của mình đi, thì mấy fan sẽ được định nghĩa lại cái từ lộn xộn là như thế nào. Được chưa biết mấy cuốn sách tổng cộng? I don't know and I don't care. Mình chỉ muốn vào nhà tắm xem thử vợ nó có cần gì không. Woo! Did you put the books away yet? Anh đặt sách chỗ khác lên kệ chưa? Em tắm lâu lâu vào tí để anh vào kỳ lưng cho. Xong hết cho biết. Mẹ phèn không biết gì hết. Mình chỉ đang làm theo bức thư của mẹ dặn thôi. Đừng có đánh giá dùng mẹ phèn. Đây nè, mẹ dặn nè. Đó, con nên nhớ rằng nè, con phải luôn luôn đối xử với vợ của con một cách đúng đắn nè. Cho nên là vợ tắm phải vào kỳ lưng cho vợ. Chuyện hết sức bình thường. Vợ chồng đối xử với nhau như thế không có gì phản cảm hết. Bây giờ mình không đọc chat nhưng mà mình có thể nhìn thấy, hoặc là nghĩ thấy, hoặc là nghe thấy, hoặc là thần giao cách cảm thấy một vài bạn dùng là một kẻ biến thái rồi đồi bại rồi thế này. No. Mình chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng thôi, sau này mấy bạn lập gia đình cũng vậy. Vợ mấy bạn tắm, mấy bạn có trách nhiệm phải vào kỳ lưng cho vợ, ok? Như thế mới là một người chồng tốt, mới giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Đừng vội vàng đánh giá dùng. Em ơi, vào được chưa? Woo. Please don't forget to clean up the books. Vợ chưa cho vào mấy bạn, vợ bắt đi dọn sách, dọn đồ gì ấy. Dọn hết rồi mà. Đâu dọn nó đó. À được rồi này. There we go. We go for some fresh air. What was gì that? Cái gì vậy? Can you check it out? Anh kiểm tra cho em được What không? What was that? Can you check it out? What was that? Can you check it out? Bắt đầu mình thấy phản cảm với bức tường này rồi đấy. Xong vào được. Jeez. Bừa vãi. Oh my god. Máy của Dũng đang kêu như một cái chiếc động cơ phản lực vậy. Tại sao như vậy hả? Mình không biết. Đừng nói phải đi tiếp chứ. Đâu đi được. Muốn được một lần nhìn mặt vợ mà không biết vợ đâu hết rồi. Thấy trên hình vợ xinh lắm, không biết ngoài đời như nào mấy friend. Trên hình bây giờ không tin được đâu mấy friend. Bây giờ bọn nó dùng filter, dùng app, dùng Photoshop, dùng AI hết. Cho nên là con gái bây giờ mấy fan thấy trên hình bao nhiêu thì mấy fan chia cho nó 10 lần cái sắc đẹp đó ra, là mấy fan suy ra được cái sắc đẹp thực tế ngoài đời, ok? Cuộc sống bây giờ ảo loài lắm, tin được ai đâu. Kể cả mình cũng vậy. Thực ra mấy fan nhìn mình như vậy thôi chứ mình ngoài đời trông đâu như này đâu. Mình đang xài filter đấy. Filter là gì vậy? Filter đầu tiên là đầu hói này. Chứ thực ra ngoài đời tóc mình nhiều lắm. Rồi filter gì nữa nhỉ? Gì đây? Filter làm tăng độ tuổi này. Chứ ngoài đời mình trẻ lắm. Ngoài đời mình mới có 16, 17 tuổi á. Rồi filter gì nữa ta? Có nhiều loại filter không kể ra được không? Vì lý do bản quyền với hình ảnh đồ này nọ. Jesus, càng ngày nó càng bừa vậy. Trong ma à. Shit. Lỡ rồi, không nói nè. Quê mồm nè. Đáng lý vừa rồi mình nói mượt ra là mình bảo là trong TV xuất hiện một con ma lao ra như trong The Ring. Nhưng mà tự dưng mình suy nghĩ nó đi nhanh quá, mồm theo không kịp. Kết cục là bị nói hớ ra phát, quê quá không muốn nói này. Oh no! Sắp đến ngày Giáng sinh, à lộn, ngày kỷ niệm nữa chứ mấy fan. Ngày 12 tháng 6, đúng vậy, là ngày kỷ niệm gì mấy fan từ từ rồi sẽ biết. Đây là một bức thư đầy máu. Dũng có đọc nó không? Bình thường là mình thèm đọc đâu, nhưng mà thư dính máu là mình đọc liệt. Din Dia, à lộn, Dia Din chứ lộn. Gửi Din, mình ấy.
Hy vọng bức thư này tìm thấy anh còn khỏe. Mày quá. Đây là ai gửi đây? Basti hả? Bạn của mình. Ok. Đem ngoài vợ gửi đâu? Thằng nào với bà với bạn? Chắc là thư đòi nợ đấy. Mình biết mà. Nhiều người cái mùi là mình biết. Mấy cái đứa mà giang hồ bây giờ ở Việt Nam gặp hơi bị nhiều, đặc biệt là Sài Gòn my friend. Hà Nội mình chưa thấy, nhưng mà Sài Gòn nghe bảo là mấy đứa mà vay nặng lãi đồ này nọ mà hay lấy số điện thoại mấy ven ra làm là thế chấp người thân đồ này nọ, ui nó đến nhà mấy ven nó tạt sơn, tạt nước mắm, tạt axit rồi tạt ba cái máu này vào nhà mấy ven đe dọa đòi tiền này, mặc dù mấy ven không có liên quan gì đến người đi vay nợ hết. Nhìn bức thư này là biết hiện trạng của xã hội bây giờ đấy mấy ven, tín dụng đen. Thôi quay trở lại game. Hy vọng bức thư này tìm thấy cậu đang còn khỏe và cậu có đủ cái sức mạnh để tiếp tục giữ cho cái đầu mình tỉnh táo mấy ven. Vào những cái ngày này, tôi chỉ muốn viết cho cậu bức thư này bởi vì tôi rất quan ngại về cái sức khỏe của cậu, đặc biệt là sau cái sang chấn tâm lý. Hả? Cái nỗi đau mà cậu đã phải trải qua. Nhưng mà làm ơn hãy nhận hãy aware là hãy cảnh giác rằng là tôi luôn luôn hãy luôn luôn biết ra là tôi luôn luôn ở bên cạnh cậu với tư cách là một người bạn khi cậu cần tựa vai vào. Thằng này chắc chắn là thằng cho mình vay tiền rồi. Nghe cái mùi là biết. Tôi đã không nghe tin tức gì từ cậu dạo gần đây và tôi lo lắng rằng là cậu đang gọi là cố gắng phải đối mặt với tất cả mọi thứ đang xảy ra. Hãy nhớ rằng là cậu không cần phải làm cái chuyện này một mình đâu, không cần phải chịu đựng như thế đâu. Tôi hiểu rằng là khi mà ai đó phải trải qua những cái gì mà cậu đang trải qua thì sẽ rất khó khăn để có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng làm ơn hãy nhớ rằng là chúng ta luôn luôn có một cái trái tim gọi là thú vị hả? What the fuck? Anh văn 5 trên 10 dịch khúc này nó hơi ba chấm này phải và luôn luôn có thể tìm tôi để mượn tiền khi cậu cần, ok? Đừng ngần ngại mà liên lạc với tôi. Người bạn của cậu, Basti, kể cho vay nặng lãi không cần thế chấp, chỉ cần chứng minh nhân dân mấy friend. Ok, ok. Đọc sơ sơ là mấy friend đoán được nội dung rồi đúng không? Nghe em đây là thấy màu gì xảy ra rồi đúng không? Mình đang cầm một gói hàng mấy friend. Chơi game này là lẹ chứ cạc đồ ạ. Mình nó kêu ghê quá, máy mình nó hú ghê quá. Ito Badabing chắc chắn là con vợ có chuyện gì rồi. Thằng nhân vật đang bị sang chấn tâm lý mày phải không? Thư nó lộ quá. Đọc cái thư đó là mình đoán được hết nội dung rồi. Giờ mình sẽ cầm hộp quà này và trốn vào tủ chờ vợ về nha mấy friend. Cái khúc mình chui vào tủ đâu? Hello. Sao kỳ quá vậy? Hello. Nhà càng ngày càng bừa. À mà khoan, mình cầm cái hộp đó đâu thể mình cất vào tủ được. Chắc cái hộp đó phải bỏ ra bàn để khui ra chứ. No? What the hell? Wedding picture, mày phải đây, bức ảnh cưới. Ngày 12 tháng 6 năm 1982. Còn 2 ngày là đến cái ngày đó mày phải đây. Này nhân vật nói gì quên rồi, ai nhắc lại coi. Đó, những khúc này mình mới ra đọc chat chứ bình thường mình không quan tâm mấy fan like đâu. Đó là một sự thật, đừng buồn, ok? Mà hình như mấy fan đâu quan tâm đâu, mấy fan đâu có buồn đâu. Ôi, ai đấy? Vợ sắp về rồi, vợ sắp về rồi. Jeez. Vợ nhìn mình nhìn vợ mấy fan. Vợ tưởng đang theo dõi được mình nhưng mà mình cao tay hơn. Mình dòm qua cái khe đó, vợ đâu thấy mình đứng sau cửa đâu. Âm thanh thôi, mình chỉ sợ ba cái âm thanh, nhưng ba con game vừa vặn. Mấy fan tưởng mình chưa từng chơi qua loại game này bao giờ hả? Mình đã từng chơi qua ba game như thế này rồi. Ừ, ba game thôi. Chứ đa phần mình chơi mấy game kinh dị, nó đồ họa nó lung linh và lộng lẫy như thế này. Với lại nó ba chấm quá. Anita? Anita? Okay? Em bổn không? Not now. Không phải bây giờ. I need space to breathe, please. Tôi cần không gian để thở. Làm ơn, anh làm tôi ngột ngạt quá. I'm out here and talking. Em ra đây đi và nói chuyện với anh. Let's finish talking. Open the damn chúng ta door. Nói chuyện đi. Mở cửa ra. I'm sick and tired tôi of your mệt shit. Và ngán ngẩm cái cuộc kích của anh lắm alone. Rồi. Tôi bảo để tôi yên mà. What the hell? What the hell? I swear, he was here. I heard. Mình thề là mình vừa nghe đi ta đây mà. Mình vừa nghe thấy giọng của cô ấy mày phải đến. Nước còn long lanh như này chứ. Nhà tối quá, mình đi qua phòng tiếp theo đây. Không muốn nhìn lại, không muốn nhìn lại. Đi tiếp, đừng nhìn lại. Ok.
Gớm. Hù thế mà gọi là hù à? Jeez. Nhạc này bây giờ bừa hơn nhà mình rồi đấy. Này mình còn khen nhạc này gọn gàng hơn, nhưng mà thời thế đã thay đổi. Dũng bây giờ đã tốt đẹp hơn nhân vật rồi. Có nên tự hào không mấy Fred? Ờ, còn mấy ngày nữa đến ngày kỷ niệm vậy? Để mình ra coi thử. Gần đến ngày kỷ niệm chưa? Oh, chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Ngày hôm nay với ngày mai nữa. Vậy là mình phải bước qua 2 cánh cửa nữa là đến cái ngày kỷ niệm. Sao em cao quá vậy? Vợ mình là người mẫu nha mấy men. Tầm này phải cao 2 mét chứ. Nếu mà cao 1m7 thì cái đầu đến đây này. Còn 1m8 là đến đây này. Đây là 2 mét. Ôi phải kích hết hồn. Thì đây là con chó này. Dụ gì đây? Moving day. Ngày mà chuyển nhà mẹ Fran. Chúng ta đã chụp tấm hình này khi chúng ta lần đầu tiên chuyển đến đây. Thật là nhiều kỷ niệm quá đi. Một khởi đầu mới. Ế? Chúng ta không phải là người đầu tiên sống trong cái căn hộ này và chúng ta cũng phải là người cuối cùng. Nhưng chúng ta sẽ là người không bao giờ rời khỏi đây hả? Tại sao chữ rời khỏi đây lại được gạch chân vậy? Có phải là một gợi ý không? Hay là một lời cảnh báo? Mái đồn! Ủa sao nó lại... Sao nó lại có tay? What the fuck? Sao nó lại có tóc? Bấm qua đây. Thật là vô lý. Ra coi đây gấp. Má, con chó nhân vật tự dưng đi đến đây cái dậm phải keo con chuột hay là keo con chó gì. Đang đi đến đây tự dưng không đi được bước nào nữa hết. Ghê vậy. Xong rồi nghe tiếng bước chân chạy bình 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 bình. Mình cứ tưởng là có một bàn tay lạnh toát nữa đã chạm vào vai mình, sau đó kêu mình quay mặt lại chứ. Mấy fan không hiểu được cảm giác vừa rồi đâu. Nó ghê gớm lắm mấy fan ạ. Khi mà đôi chân này nặng trĩu không thể bước thêm một bước nào nữa. Sau đó nghe tiếng bước chân cộp sau lưng mấy fan. Mình không đủ dũng cảm để lắc chuột quay mặt trở lại. Mình chỉ có thể tưởng tượng trong đầu là sẽ có một bàn tay được ngâm đá mấy fan. Giống như bàn tay mà mấy fan hay thò vào một cái xô đầy đá để lấy một chai bia mát lạnh đấy. Sau đó chạm vào vai mấy fan. Sau đó bóp thật chặt và cuối cùng là kêu mấy fan quay mặt lại. Ví dụ như đây. Ai đó đang khóc trong hộp thư thoại mày phải nét. Làm sao để tắt nó đây? Tiếng phụ nữ khóc là... Ủa hôm nay là cái ngày đó phải không ta? Ờ đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm rồi đấy. Hết game rồi mấy friend. Mừng cho gia đình. Gửi Dean Coleman. Ai gửi đây? Law firm hả? Một cái hàng luật nào đó. Rebecca mày phải nét. Một con bé luật sư nào đó gửi thư cho mình. Tôi hy vọng bức thư này tìm thấy anh và gia đình của anh đang ở trong trạng thái gọi là khỏe mạnh trong cái thời gian thử thách này. Làm ơn chấp nhận cái lời chia buồn của chúng tôi và biết được rằng suy nghĩ của chúng tôi cũng như cái lời cầu nguyện của chúng tôi đến anh và gia đình của anh thì đi qua được những cái khó khăn trong muôn vàn gì đó này nọ. Với tư cách là luật sư của anh, tôi có trách nhiệm về hỗ trợ anh và hướng dẫn anh đi qua được cái vấn đề ngày hôm nay gì đó. Cái gì đây? Nó xóa nhiều cái mình đọc không có được. Nhưng mà vấn đề là và những ngày tiếp theo tôi vui lòng yêu cầu anh phải sắp xếp công việc và gặp để thảo luận về cái vấn đề gì đó. Ok, cuộc gặp này chúng ta nói về những cái vấn đề pháp lý gì đó, hỗ trợ gì đó. Ô, hiểu rồi, nói thế là hiểu rồi đấy. Thằng này nghiện bia. Mình từng biết một người nghiện bia rượu như này này mấy friend. Không tốt, không tốt. Hả? Máy đột. Nghe tiếng bước chân cục cục. Jesus, quạt của máy mình kêu ghê quá. Thường thôi, kịch bản đã được đoán trước, không có gì phải sợ hết. Ủa?
Oh my god. Chuẩn bị là có một cảnh hù y chang PT này mấy bạn. Oh, hoa hồng này mấy bạn, cánh hoa hồng này. Yên tâm đi, yên tâm đi, cánh hoa hồng báo hiệu là những chuyện lãng mạn sắp xảy ra, ok. Wow, vừa nhìn vắt nổi hết da gà luôn mấy bạn. Tay em đâu rồi, sao nhìn gớm váy kích vậy. Thấy váy cưới thì thấy cũng vui thật đấy, nhưng mà váy cưới mà trùng kín mặt với lại đứng ở một cái góc nhà mà đứng im không động đậy này ghê váy kích. Tắt đài đây không? Nó bắt mình chui vào đó hả? Mình vào đâu? Ngoài đời mà nếu mà con vợ mình hoặc là đứa nào người yêu hoặc là nói chung là bất kỳ một ai đó mà chơi cái kiểu này là mình chia tay ngay và luôn đó mày friend. Là mình chơi với những đứa điên điên như vậy. Shit, xong đi tiếp được. À hôm nay ngày kỷ niệm mà hề quên. Đúng rồi, này này kỷ niệm, kỷ niệm. Kỷ niệm ngày cưới mày friend. Ui sao tấm hình thật đẹp mày friend. Wow, tấm hình quá đẹp. Rồi mình chuẩn bị tinh thần xong rồi, tâm lý đã ổn định. Yo. Nói chuyện với Anita mày friend. Ok. As beautiful as you did 4 years ago. Em ta xinh đẹp giống như cách đây 4 năm trước. Sorry, Anita. Anh xin lỗi Anita. Anh không thể em đi được. We'll be together forever. Chúng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Even death. Kể cả cái chết part. Cũng không thể chia lìa đôi ta. Together forever. Cùng nhau mãi 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 mãi. Hết game. Các đồ họa bây giờ lên bao nhiêu rồi? 82 độ C mày friend. Jeez. Nãy giờ chắc mấy quả trứng ốp la chín hết rồi đấy. Này bạn nào order trứng ốp la đó, để mình ship đến cho mấy friend chứ. Chết, trứng cháy luôn rồi trên tập này. Làm gì ốp la ốp liếc vậy nữa. Thành trứng chín rồi. Và đó là game gì mày friend? Sang Decadent. Đây là game Sang Decadent mấy friend. Cảm ơn mấy friend theo dõi. Chúc mấy friend ngủ ngon. Hoặc là một ngày tốt lành gì đó. Chúc mấy friend và vợ của mấy friend ngày kỷ niệm tốt đẹp nhất. Và xin chào, hẹn gặp lại mấy friend. Bye bye, see you again.